chính trị không buông tha một ai. Trên thượng tầng giáo dục, ông bộ trưởng thì đạo văn, thế rồi ông vẫn là bộ trưởng. Kẻ thua cuộc lại là nhân dân. Một đám quan chức không hề làm công tác nghiên cứu, công tác giảng dạy, nhưng lại đua nhau nhận chức danh giáo sư, tiến sĩ. Ông bộ trưởng là kẻ cầm đầu hội đồng này, quyết định trao danh hiệu một cách bừa bãi. Chuyện ông mua danh đã rõ đến thế, nhưng không hề gì. Ông bộ trưởng vẫn là bộ trưởng. Hạ tầng giáo dục thì giáo viên đến lớp không mở miệng suốt 3 tháng. Học sinh tố giác giáo viên tiêu cực, thì chính học sinh, kẻ trung thực lại phải chuyển trường. Còn cô giáo tiêu cực kia vẫn được đảm bảo vị trí. Trường điểm chạy theo thành tích, ép học sinh học quá sức, chịu áp lực không nổi, học sinh tự tử. Vâng, chỉ mới một thời gian rất ngắn, giáo dục Việt Nam đã phơi ra những tiêu cực tệ hại từ thượng tầng quản lý ở cấp quốc gia đến hạ tầng giáo dục trong từng ngôi trường. Tất cả đều không được xử lý theo hướng đúng đắn, tất cả đều lướt cho qua chuyện. Cũng tương tự như những phản ứng khác từ phía dân chúng về vấn đề ô nhiễm môi trường, về vấn đề dân oan mất đất, về vấn đề biển đảo, vân vân. Tất cả cách xử lý của chính quyền cũng đều chỉ ém cho qua chuyện hoặc bằng những hành động vô pháp của công an và sự phán quyết vô căn cứ luật của tòa án nhằm răn đe nhân dân, kẻ sai răn đe kẻ đúng. Mọi ngành đều như thế, từ quản lý kinh tế đến quản lý hành chính nhà nước, vân vân. Nếu ai tố cáo sai phạm đều bị trù dập, luôn luôn phải là hệ thống tiêu cực được đảm bảo tồn tại và người chính trực phải bị trừng trị. Không biết người dân Việt Nam họ tồn tại trên đất nước này để làm gì, để chịu đựng hệ thống quản lý nhà nước như vậy hay để sống và xây dựng cho một xã hội tốt đẹp hơn. Chịu đựng, chấp nhận sự tồn tại của chính quyền này thì cũng chẳng có giải pháp nào để cứu con mình khỏi kiểu giáo dục tra tấn như thế này. Xã hội chủ nghĩa thì giáo dục nó chỉ có thế. Chẳng ai mang lại sự tốt đẹp đến cho dân tộc này cả, ngoại trừ chính mình phải biết đòi hỏi. Nếu im lặng né tránh chính trị thì đấy là cái giá phải trả. Chính trị thối nát anh làm sao có giáo dục tốt? Chính trị thối nát làm sao anh né được nạn tham nhũng hạch sách? Chính trị thối nát làm sao anh có y tế tốt? Chính trị thối nát làm sao anh có sự an toàn, vân vân và vân vân. Để mọi thứ tốt đẹp, cái gốc vẫn là phải lên tiếng cho một nền chính trị sạch. Không cách nào khác, chính trị không tha một ai. Đừng đùn đẩy cho thế hệ sau, để rồi quá muộn hối không kịp. Bài viết của Đỗ Ngà.